Lại xin chào toàn thể các bác nhé. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác là cách bẫy chuột đồng cũng như là bẫy chuột phá hoại trong gia đình bằng cạm kiềng kẹp chân. Thì trước khi giới thiệu về cách đánh thì cũng xin giới thiệu qua cái cạm kiềng 9 cm này để cho các bác cùng tham khảo này. Về cạm này thì nguyên liệu của nó thì được làm bằng thép này các bác này. Đấy, bằng thép. Cạm này là cạm loại 1. Đối với cái chiều 9 cm thì các bác đo từ điểm này tới điểm này là 9 cm này. Cạm này thì ngoài bẫy chuột đồng ra thì các bác có thể là đánh sóc, đánh gà rừng. Đấy, cực kỳ là hiệu quả. Cái cạm này là cạm đánh đường lối mòn, đường đi. Với cạm loại 1 này thì bác nào mà có nhu cầu mua ấy, thì các bác có thể là liên hệ cho em thông qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chia sẻ cho các bác là về cách đánh. Đầu tiên thì ví dụ các bác đặt cạm về. Đấy, đầu tiên là tất cả các mộ cạm nó đều có một cái lẫy đây để đạp cái cạm xuống này. Để các bác bóp vào đây thì nó sẽ há ra. Đấy, đối với cạm 9 này thì nó rất là nhẹ. Đấy, nó nhẹ bởi vì nó bẫy những cái con thú nhỏ mà. Đấy, còn cách thức gài, đầu tiên gài thì nhiều khi bên vận chuyển ấy, người ta sẽ làm cho cái cạm nó bị chéo xuống đây này. Như thế này nó sẽ không ảnh hưởng gì các bác nhé. Đấy, các bác chỉ cần đẩy lên như thế này. Đấy, đẩy lên. Đấy, đẩy cân chỉnh làm sao mà bây giờ cho nó vừa đấy, vừa tầm như thế này. Cạm này thì nó lọt lòng ở trong cái bàn tay như thế này các bác này. Đấy. Còn về cách đánh thì đây là cái cạm dùng để đánh lõng đường đi. Đấy, cạm kẹp vào chân. Thì đầu tiên là các bác phải mua sử dụng cho mình một cái dây để các bác buộc cố định vào cạnh này. Đấy, cạnh đạp xuống này. Đấy, các bác buộc vào đây nhé. Đấy, buộc vào đây. Đấy, và đánh đường đi thì ví dụ đây, đường con chuột nó chạy. Đấy, tất cả những cái con thú nó đi thì kiểu gì nó cũng để lại cái lối mòn. Đấy, thì các bác phải đầu tiên phải đào cho em một cái hố vừa tầm. Đấy, đào hố vừa tầm như thế này. Đấy, này là hơi bé. Các bác đào cho làm sao mà cho nó đủ 9 cm là đẹp. Đây. Đó. Đấy, các bác gạt những cái xung quanh các bác đào ra và đi thế này. Đấy, còn bây giờ thì các bác lấy những cái lá cây, ví dụ lá cây xung quanh chẳng hạn này. Đấy, các bác đậy lên như thế này. Đấy, che cái phần cạm đi. Đấy, che phần cạm đi. Đây em làm chỉ minh họa thôi. Đây, như ra ngoài đồng thì các bác sẽ chọn được nhiều cái lá cây nó đẹp hơn, chứ không phải là cái lá cây móc kiểu như thế này. Đấy. Tất cả đánh ở ngoài đồng hay là đánh nhà thì các bác đây là cái mẫu mà đánh bằng đánh cạm bằng sập chân ấy, thì các bác lên lựa chọn cho mình là cái đường đi thích hợp, đánh vào cái điểm chết. Đó. Đây là gài như thế này. Đấy, nó sẽ kín vào. Đấy, các bác lấy ví dụ lấy những cái đất nhỏ. Đấy, đất nhỏ các bác đậy lên, phủ lên như thế này. Đấy. Đấy, đây em lấy chấu nhé, phủ lên. Đấy, cho con chuột nó không nhìn thấy cái dấu vết. Đấy, cái cạm để lại. Đấy, bây giờ hiện tại thì nó là một cái màu gọi là màu đất rồi. Đấy, ví dụ như cái đất nhỏ thì con chuột nó sẽ đi này, nó đi kiểu gì nó chạy quay đi quay lại qua cái lỗi mòn mà các bác bố trí đặt cạm này, nó sẽ nhẫm vào đây. Đấy, cái cạm nó sẽ bật lên và nó sẽ sập như thế này. Đấy, cách đánh rất là đơn giản. Cái cạm này thì nhiều các bác ở khu vực thành phố chẳng hạn, mà ví dụ con nuôi con chim con cò chẳng hạn, hoặc con gà con vịt đấy mà chuột nó đến nó phá thì các bác cũng có thể đặt mua hàng. Đấy, bên cơ sở là 10 cái là bên cơ sở em đã gửi rồi. Đấy, 10 cái cạm thì nó cũng chỉ hơn 100.000 đồng thôi, trong đó là gồm cả phí ship vận chuyển rồi. Còn cạm này thì bên cơ sở em đang bán là 8.000 đồng trên một cái. Đấy, cạm kẹp chân 9 cm. Đấy, một video thì chia sẻ cho các bác là cách bẫy chuột. Bác nào mà có nhu cầu mua ấy, thì các bác liên hệ cho em. Còn bây giờ thì em xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.